Anh, em mới đi chợ về á, gặp ông ăn xin á, tội nghiệp lắm, ông xin tiền hoài không có. Hồi đói quá, ông bứt cỏ ăn luôn. Trời ơi, còn sao nữa? Sao chăng gì, em tính giúp, mà đi chợ hết tiền rồi, thôi em đi về luôn. Trời ơi, muốn giúp thì gì giúp không được, ông nhất thiết phải có tiền mới giúp được. Trời ơi, thì sao, thấy người ta khổ vậy mà ông bỏ đi hay được thiệt á. Rồi anh đi đâu vậy? Anh chạy ra chợ anh rước ông về chứ làm chi. Rước về làm chi? Ở sao nhà mình cỏ nhiều lắm á.